Ok, hello anh em. Hôm nay thì chúng ta sẽ chơi một con game mới. Game này thuộc thể loại giải đố có tên là Clem. Nó ở đâu ta? Đây, mới tải xong rồi. Để tí nữa thì chúng ta vô. Rồi đây. Lướt cái trang template của game coi đã ra sao đã. Game này thuộc thể loại giải đố mà chắc dạng phone quá. Trong cái thẻ tab thì không có cái dạng phone đó, nên lướt lướt coi thử cái trailer coi làm sao ha. Lắp một cái kim vô cái đồng hồ, một cái cuộc phiêu lưu giải đố với mà cái cốt truyện nó rất là tăm tối luôn, đạt rất là nhiều cái giải thưởng này. Mình có một cái quyển sách gáp được cái mà Magic Toy, cái kính lúp của sự thật. Nhìn thấy một con mắt giải đố. Cái này là cái gì đây? Khám phá những cái bí ẩn trong cái ngôi nhà này. Tôi tin tưởng bạn. Lấy được cái bức thư gì đó. Mở được cái ngăn kéo gì nữa nào. Con này nãy giờ nhìn rất là giống dạng của Phoenix luôn nha. Trời, đừng có bắn đổ ông cháu ơi, dư dại gì vậy á. Chặt được cái chiếc giày. Một cô bé. Quéo đông. Rất là nhiều cái ký hiệu cổ ngữ gì luôn nè. Con bé này là ai ta? Vẫn chưa hiểu gì cả. Glem là một cái con game mà giải đố. Mình phiêu lưu với một cái cốt truyện nó rất là tăm tối. Thức dậy trong một cái thế giới mà nơi những cái câu đố tương tác nó trải dài khắp cái căn phòng này. Game này sẽ ra mắt chờ khoảng một tiếng nữa nha. Tính ra một tiếng nữa nhưng mà thực tế là 22 giờ đó, chứ không phải 20 giờ đâu. Một tiếng là 50 phút nữa thì chính xác hơn. Nhà phát hành này là nhà phát hành Ikerbet. Tôi cũng chơi khá nhiều game của nhà phát hành này rồi. Còn nhà phát triển á, gọi là lập trình viên của game á, thì có vẻ khá là mới. 2015, 2016, 2017. Cái bản sâu chắc này nó ra sau con game mà tận 1 năm nữa hết ta. Game này 600 review. Một con game đầu tay trên Steam như thế này quá quá thành công luôn. Hầu hết thì cái phong cách đồ họa vẫn là giữ nguyên như thế. Phong cách đồ họa mà dạng vẽ tay mà rất là đơn giản á. Còn cái này thì nhà phát triển của chúng ta, của nhà phát hành của chúng ta. Con game này cũng là con game dạng trinh thám giải đố nè. Anh em nào muốn có thể lên cái kênh của tôi coi thử. Tôi đã chơi đủ 3 phần con game này luôn rồi, 4 phần hay gì đó. Cũng dạng phone, cái phong cách đồ họa nó rất là đẹp nha. Game này thì cũng có thời gian sẽ chơi qua. Bùn đất của Viking. Mình xây dựng và quản lý một cái khu mà mấy cái tài nguyên thuộc địa trong đó đó, thì không biết nó có chiến tranh hay là cái gì không. Con này thì mà con ma Hokenshi này, con dạng mà Gogulai thẻ bài á, không phải thẻ bài nữa mà mình nhập vai điều khiển một cái nhân vật đi đầu đến cuối, nó rất là đậm chất Gogulai luôn. Game này cũng thú vị vết đó nha. Lúc trước thì tôi đã chơi rồi nhưng mà không biết có quay cái video ở trên kênh không. Đây con game nãy giờ nói đây. Còn lấy mấy con game kia thì tôi chưa có chơi, nhìn nó khá là mới mẻ. Nhà phát hành này công nhận nhiều game phết đó. Thôi, bây giờ thì chúng ta vô game thứ đã. Clem, Open Steam. Để dạng cửa sổ nha. Để dạng cửa sổ tôi tắp ra tắp vô làm việc nữa. Để vui màn hình thì không được. Nhạc nghe rất là chất nha. Studio mà lên cái tiếng nhạc là thấy tính liền. Rồi, để cửa sổ đi. Chúng ta chỉ có cái chữ là wake up thôi. Không xài chuột được à. Bắt buộc phải xài bàn phím rồi, anh em ơi. Này bạn ơi, thức dậy đi. Giờ mang cho tôi một cái gì đó rất là đẹp. Một cái thứ gì đó đẹp đẽ hả? Mình đúng là cái con thú luôn kìa. Con thú nhồi bông luôn hả? Không có nhúc nhích được nha. Rồi, chúng ta đi lấy cái quyển sách này bằng cách nhấn nút cấp. Ok. Đúp A, D để chọn. Cái này là cái gì?
À, chọn cái Beautiful này. Beautiful này nó nghĩa là Butterly. Butterly là một cái loại côn trùng gì đó thuộc họ mà Lepidoptera. Đặc điểm nổi bật nhất của nó chính là cái sự đa dạng về hình dạng và màu sắc. Rồi, nói chung là cái dạng này như Wikipedia gì con bướm gì đó hả? We là lật trang, ZX là lật qua nguyên cái season. À, We này á, mình lật cái trang này trong cái phạm vi con bọ. Còn ZX này á, mình lật giữa hai cái thẻ này. Đây, Z đây, X đây. Rồi, ok. Cũng tương đối dễ hiểu. Mình đi mang Beautiful. Cái gì đây? Chữ F là... À, chữ F là cái ba lô. Anh em nhìn cái lớp vải nè. Mình giấu cái đồ vô lớp vải á. Note là ai đó ghi là hãy mang cho tôi một cái gì đó tốt đẹp. Người ghi thì không phải là mình ghi đâu nha. V là chia ra hả? Còn N là notebook. À, N là cái quyển này. Ờ, không, giống cách. Không xài được. Nhấn nút cách để lên cầu thang. Rồi, ok. Đây có một cái ngăn kéo của cái tủ mà nó có cái ổ khóa nè. Bên này cũng có một cái luôn. Thì đầu game cũng chưa mở được. Cái lỗ này không tương tác được. Game này chơi bằng phím chuột nha. Con chuột này, ủa mà cái bàn phím thôi nha. Con chuột này nó không có ý nghĩa gì hết. Lấy được cái gì đó. Nó phui chất lỏng màu vàng dạng như là một cái chai dầu nhớt hay gì đó, hay là chai nước tương gì đó. Có cái tờ báo không lấy được. Cái này là cái bình hoa hay gì á, cái đồng hồ. A D là trái phải, ok. F là cái ba lô, không được luôn. Cách là chọn cái gì đây, nó đang ghi chú cái gì hay gì đó. N, trong cái phòng ăn á, thì có một cái đồng hồ nhưng nó bị mất một cây kim rồi, thiếu một cây kim trong cái đồng hồ. Ok, con mèo nó đang ngậm cái chìa khóa. Ủa không, nó đang đeo cái chìa khóa lên cần gỗ nó, không có tương tác gì được hết. Cửa này thì cũng phá luôn. Bên cạnh cái đồng hồ thì tôi nhìn thấy một bức ảnh con mèo, hoặc là một cái bức vẽ gì đó chứ không phải là bức ảnh. Tôi không thấy biết là cái câu chuyện này có thể kể cách nào khác nữa không. Bên cạnh đó thì bất cứ cái gì tôi muốn ghi xuống á. Trời ơi, mất công quá. Này cái gì đây? F. Nhấn cái nút V để mà phân ra hả? À, mình có cái lọ gỗng. Cái này là những cái đinh. Cái này chỉ là một cái bức tranh mà dạng Picasso gì thôi. Cái cây này thì sao? Không có gì hết. Cái bóng đèn. Bóng đèn cũng không luôn. Đi qua căn phòng thứ ba, thứ tư gì đó. Cái cửa. Cái quyển sách. Cái quyển sách này nó có một tí màu xanh, màu đỏ, màu vàng gì đó. Có chữ hai. Nó không có cái trang gì cả. Cái này ở dưới tầng hầm nó cũng có nữa nè. Cái biểu cái cửa này nó dán này hả? Quá rồi. Cái này nó dán lại bích bích để làm cái gì ta? Cái cây. Cái này là cái gì? Giống cái lỗ thoát nước quá vậy. Cái gì đây? Đừng có quay trở lại cho đến khi mà lấy được cái gì đó xinh đẹp cho tôi. Xinh đẹp thì nó nói nãy giờ là con bướm á, beautiful á. Cái cửa trên, à, bấm vô. Không có gì cả, chỉ là một cái cửa thôi.
Bên này cũng là cái cửa đổ dầu nhớt vô hả? Không phải luôn. Cái đàn piano. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Không có gì cả. Cái này chắc có mình nói mối thì mới dễ được thôi. Đây. Chúng ta đã nhặt được cây súng bắn đinh, nhấn nút C để mà lắp đinh vô cây súng này. Rồi ok. Không mở được. Không được luôn. Hết tương tác rồi, cái phòng này coi như là hết rồi đó. Không đụng được chỗ nào nữa cả. Cái cửa này cũng không luôn. Cái này đã phá rồi, còn cái lỗ này thì sao? Hết luôn rồi. Cái này chắc có cái kìm động lực gì đó mới cắt xích được thôi, chứ nó không có ổ phá nữa. Đóng cửa hả? Đóng này không mở được. Cái dấu chân hình con mèo. Đổ nước xuống không? Không luôn. Cửa này cũng đóng được luôn. Cái méo gì? Mình cứ đi ra là nó đóng à? À cái búa bắn đinh, hàn cái cửa lại, đóng nữa không? Hết đóng, hết mở rồi. Ok. Nãy có con bướm nó bay ra bay vô á. Lấy được cái cây nè. Cái gì đây? Cái này nó còn thiếu miếng gì ở đây nè nha. Quy với E để chọn. Quy. Cái này là cái gì? Nút nào trên bàn phím gì? Trời ơi, cái nút mũi tên qua lại. Cái này nằm ngay đây này. Rồi ngay chưa? Nhưng mà còn thiếu miếng thì sao mà ghép được? Cái này thì nó nằm ngay đây nè. Rồi thiếu đúng một miếng này luôn. Vậy là cái miếng này nó nằm ngay đây nè. Rồi tí nữa có nó là tính. Không còn cái gì tương tác được nữa nha. Hồi nãy là mình lấy được cây xẻng làm vườn. Có thể đào một cái lỗ gì đó ở xung quanh. Con mèo thôi. Chỗ con mèo á. Đây nè, cái dấu chân con mèo nè, chỗ này nè. Đào lên. Cái đầu lâu á, lấy được cái đầu lâu mèo á. Ủa không, lấy được cái chìa khóa, một cái chìa khóa nhỏ ở bên cạnh cái xương con mèo. Anh em nhớ cái bức tranh nãy không? Không mở được cái cửa này. Cửa này cũng không luôn. Mình có thể chọn tốc độ di chuyển. Hồi nãy là tôi đã chọn cái nhanh rồi. Nè con bướm nó bay vô, bây giờ nó hết bay ra được rồi nè. Nó bay qua phòng bên bển nè. Bướm này bay đâu ta? Nhiệm vụ của mình là bắt con bướm rồi đem vô cái phòng này nè. Con bé nó kêu mà Beautiful là cái con bút ly á. Không được. Nè cái chìa khóa đeo trên cổ mèo nè. Con mèo chết cái chôn luôn, nó chung với cái chìa khóa.
còn hai cái hộp tủ trong này thôi. Đây nè, cái hộp tủ này nó có cái ổ khóa nè, méo phải gì cái bên đây thôi. Rồi được rồi, nó viết cái ghi chú gì nữa đây. Bên trong cái tủ bếp á, thì có một cái ngăn kéo bị phá, bên trong thì có một cái, tôi nhìn thấy một cái tay cầm, một cái mảnh kim loại và một cái tờ ghi chú. Ủa, nút cách. Bố, tôi hy vọng là bố đừng có bao giờ mở cái ngăn kéo này ra, bởi vì nếu làm cái điều đó thì tôi sẽ mất cái mẹ, giống như cái chuyện đã xảy ra lần trước. Đừng có lấy cái đồ chơi của con nữa. Cái này là cái ghi chú thêm cái tờ nãy vô thôi. À, nó có một số cái thứ mới nè, một cái bức vẽ kỳ lạ ở bên trong cái phòng ăn, và nó bị hỏng là cái quyển sách kế bên cái ghế nãy á. Tôi tìm thấy một cái quyển sách nhỏ bên trong cái bàn piano có chứa một nửa. À, có một cái quyển sách bên cái bàn piano là quyển sách nãy đó, còn bức tranh này trong cái phòng ăn nó bị hỏng gì. Đây đây đây, mình được cái miếng này nè, chỉ ra cái vườn hoa thôi. Game giải đố này nhức đầu quá, buồn ngủ quá. Cái cửa này còn làm được cái gì nữa không ta? Không, đóng nơi rồi, bấm đinh vô luôn rồi. Buộc phải đi vô cái móng này hả? Cái móng này thì cái thanh này quá. Rồi bây giờ từ cái cốt này thì cái này. Rồi tiếp theo là từ cái chấm này thì nó là cái này. Bây giờ qua cái chấm này thì nó là cái này nè. Rồi nghe chưa? Rồi ok. Bức tượng này nhìn đảo hay không? Excellent. Rồi cái phòng này là hết cái gì có thể tương tác được rồi đó. Ê, khoan 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 khoan, cái này là cái miếng kính, một cái mảnh kính thì nó là ghép với cái này nè. Có một vài lý do mà tôi không biết cái tay cầm này là một cái phần viên ngọc trai của mẹ vậy đó. Cái này ghép vô cái này thôi, ra cái kính lúp giống trong cái đoạn trailer nãy giờ mà cái kia đó. Cái kính của sự thật, đây là cái món đồ chơi đầu tiên của tôi mà nó khiến tôi có thể bắt đầu học cái phép thuật này, trở thành một cái phù sĩ thủy và một cái nhà giả kim thuật, không dùng cái bút chì cũng không dùng cái nĩa nhưng mà lại dùng cái thấu kính này. Cảm ơn mẹ. Cái kính là cộng với cái kiến nè, cộng với cái gì nè, nhìn xuyên qua cái lớp kính thì mình có thể nhìn thấy một vài cái điều mà vô hình mà mắt thường không thể nhìn thấy được. Nó rất là dễ sử dụng, mình chỉ cần là nhìn nó một vài thứ thông qua cái lens này bằng cách di chuyển nó rất là chậm xuyên qua những cái vật thể để khám phá những cái bí mật ẩn đằng sau đó. Tôi thì chỉ có thể dùng hai cái mảnh là thực sự ngồi rồi, rồi cái quyển sách, đúng rồi, cái quyển sách, cái quyển sách này, nhấn nút cách để sử dụng cái lens. Nó có cái chữ gì bay bay nè,
À đây 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 đây, con mắt. Cái chữ này nó bay qua đây. Con mắt luôn. Giải xong. Bây giờ số 139 tên là Fancy, Viola và Vitnogia gì đó. Vitokia. Cái này là sao ta? Dạng như là cái Wikipedia về cái chủng cây này thôi. MVB. Nó viết cái gì cơ? Với cái kính của sự thật đó, thì tôi có thể nhìn thấy cái những cái trang giấy đó bị mất rồi. Những cái trang giấy đó bị ẩn, mặt sau của trang giấy hay gì đó. Bây giờ tôi cái quả bóc nó có một cái bộ tra cứu về những cái bông hoa. Cái trang này thì nó đánh dấu là nơi những cái màu sắc của bông hoa rất là đầy đủ luôn. Cách tránh những con bọ, cái tên là nó tương ứng với một con bọ có tên là Lady Vestiga hoặc cái điều gì đó tương tự. Con bọ hả? Con cua. Con này là dạng như cái con gì đó. Khoan, đi từ cái con đầu tiên đi. Lord Logia. Con ong. Cái này là bên này là một số cái mô tả nó thôi. Gip. Con ong đã chết. Nó lấy mật nó chết. Cái này rất là buồn. Lady Bird là con bọ cánh cứng. Ủa, con bọ rùa. Anh em chơi mấy con game sinh tồn mà chắc biết con này. Vậy như Smoreland hay là cái con mà Gaudit á. Đánh mấy con này đến suốt luôn. Con này là con châu chấu hả? Grasshopper, châu chấu cỏ. Bọ hung. Beedler. Nó không phải là sinh vật ngoài hành tinh à? Con bọ hung này nó đẩy cái cục xích bằng hai cái chân sau nó nha. Đó, nó có một cái sức khỏe cực kỳ là khủng khiếp luôn. Con ghost Chidopoda. Con ghost này, tên của nó là cái trò lừa đảo thôi. Quá trễ rồi. Cảm thấy rất là kinh tởm. Con bướm bướm, biểu tượng của sắc đẹp. Chúng ta cần phải có nó nè. Mantis là con bọ ngựa. Gip. Con bọ này sẽ săn những cái con bọ khác. Có một cái truyền thống á, ủa mà cái gọi là nghiên cứu khoa học về tự nhiên á, thì con bọ này nó giao phối với nhau thì con bọ cái sẽ ăn thịt con bọ đực luôn. Đây, thỉnh thoảng thì cái con bọ cái này sẽ ăn luôn cái con bọ đực sau khi mà làm tình và đẻ trứng cho cô ấy, và con nó bắt đầu sẽ đẻ trứng ra trở thành cái mồi ngon cho những cái trứng này. Quáp là con ong, ủa con mà con gì ta, con này dạng như cái mà ấu trùng của con ong muốn lớn lên á, tự nhiên quên tên tôi rồi. Nhện. Ayana, nó thì bắt muỗi rất là tốt luôn nè, đồ ăn của nó là đi săn mấy con muỗi nó ăn nè. Con mắt nó là tới 8 con mắt rồi, chừng nó rất nhiều lông. Con này con muỗi. Con này con chuồn chuồn, Dragonfly. Con rồng bay gọi là con chuồn chuồn á, mắt nó thì như hai cái ống kính phân kỳ á. Kiến làm việc rất là chăm chỉ siêng năng. Còn con này là con ốc sên neo. Này con mà bộ cạp copian, nó hình như là cái chòm sao gì luôn nè. Dán gót gót trình nó gớm thiệt á. Đom đóm. Tôi nghĩ đom đóm là cái con côn trùng yêu thích của tôi. Tôi yêu cái cách là nó bay trong ban đêm và phát ra ánh sáng. Ruồi. Ruồi thì nó bao giờ xích thôi, hai hai cái bíp á. Con này giống như con bọ nước vậy. Cua. Con này thì không nhớ tên tiếng Việt là con gì, nhưng anh em chơi AGK thì giết con này lấy cái chi tiêu rất là nhiều luôn. Nó như tuyệt chủng hay gì rồi nè. Hết rồi. Bây giờ còn cái cửa này. Nhấp cách. Xài cái đấu kính. Đây cái chữ nó bay đây. Đây con mắt đây.
Ủa, hết rồi hả? Chỉ có một cái gì à? Cái này như chữ K với chữ K lật ngang hả? Tôi nhìn thấy một cái ký tự ẩn ở trên bức tường bên cạnh cái đàn piano, nó có tên là chữ K. Chữ K này là cái hướng hả? Phương hướng là gì? Nó chỉ con bộ ngựa này. Nó chỉ vô con này là sao ta? Hết bấm được rồi nè. Hết bấm vô được rồi. Con bướm bướm nó bay rồi. Tiếp tục xài cái kiến. Cái này nó bay đi đâu đây? Con mắt đây. Đây, con mắt đây nữa. À, cái phím đàn piano. Cái này là cái đàn piano. Nó có hình hai cái nhẫn, một cái hình ô vuông, hình thoi, hình cái ly trà. Cái này dạng như cái chấm gì đó. Ô vuông, hình thoi, ly trà, cái nhẫn. Ô vuông, hình thoi, ly trà, cái nhẫn. À, nó viết ra luôn rồi nè. Một vài cái mà bàn phím á, thì nó có một số cái ký tự trông giống như là cái trang đầu tiên của cái notebook này. Nó rất là nhỏ, không có ẩn chứa thêm cái điều gì cả. Nếu mình muốn nghiên cứu về cái piano thêm á, thì cần phải tìm kiếm thêm rất là nhiều thứ. Rồi, cái này không được nữa. Rồi, con mèo. Con mèo này không có cái gì nha. Mèo này trống quan à. Cái này thì không có xài cái kính lúp được rồi. Không có gì trong đây cả. Xuống đường hầm. Cũng không có gì trong đây luôn. Cái cửa này thì vẫn cần một cái chìa khóa. Chìa khóa khá là lớn luôn á. Đây là cái gian bếp. Gian bếp này thì vẫn không có cái gì mới cả. Trời, đi đâu, về đâu, làm gì? Cái cửa này thì chắc có cây ba tông á mới nạy được mấy khúc gỗ đó ra thôi. Có ai trong đây không? Có gì không? Tôi cần một cái gì đó rất đẹp đem về cho tôi. Cái cửa này nó có cái hiệu là dạng như cái hình thoi nhọn. Đây, beautiful à. Bây giờ biết cái nào đây? Cái bông này nó liên quan gì không ta? Cái chữ K này. Một, một, hai, ba, hai, ba, ba, ba. Nhưng mà xếp thứ tự theo cái nào? Bát quái hay cái nhẫn? Bát quái. Bát quái là cái này. Decide là phản bội hả?
À không, cái này chọn sẵn này, bát quái nè, cái hình thoi nè, một nè, hai nè, ba nè, bốn nè, năm nè, cái này là xe đi Gabia gì đó. Quét nếp, con bọ cạp, không có gợi ý gì cả. Thì sai ấy, con gớt, nhìn thấy gớm. Đây cái này, con này con muỗi, muỗi đực thì nó chỉ là uống nước nhưng mà lên cái cây thôi. Chirobay, nếu mình xếp thứ tự thì cái này nó sẽ là đầu tiên, rồi cái này đầu tiên, rồi tới cái này, tới cái này, rồi tới là thằng này như thế này nè nha. Hình thoi là cái chén trà bát quái ô vuông và cái nhẫn, hình thoi chén trà bát quái ô vuông và cái nhẫn. Hình thoi đầu tiên thì hình thoi đầu tiên là cái này, một bát quái lô, hình thoi đầu tiên là cái này chứ. Không, coi kỹ rồi đó, hình thoi, cái ly bát quái ô vuông và cái nhẫn, hình thoi cái ly bát quái ô vuông và cái nhẫn, hình thoi. Rồi, tạm thời như thế này. Ok. Ủa, nó còn cái nút ở trên đó nè. Nè. Nhưng mà trước mắt thì cứ bấm ở dưới trước đã. Cái đầu tiên là chúng ta bấm cái này. Tới 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 cái cuối cùng. Tới cái đầu tiên, 1, 2, 3, 4, 5, xài bét, đi ra luôn. Cái vườn hoa này thì cũng còn cái gì trong đây đâu. Đấy, sao lấy được cái bông hoa màu vàng? Hồi nãy mình có lấy được đâu, hồi nãy mình đứng đây mình lấy cái này. Rồi con game, có khi nào là bớt chỗ này không? Đó rồi, bông hoa thì bỏ vô cái phòng này nè, mình shop được con bướm là xong chứ gì. Rồi tự nhiên đang đi cái lòi ra cái bông nãy nãy giờ đi qua đi lại mấy lần có đâu,
Thông tin thì tí nữa anh em tua cái video lại coi. Cái bông bỏ đây nè. Rồi tưới nước không? Không. Con bướm, tua con bướm qua đây rồi mình hốt nó. Bỏ vô cái lọ. Bắt bướm bỏ lọ. Nó rất là đẹp đúng không? Đúng rồi đó. Nó cực kỳ beautiful luôn. Đem lên cho em này. Bướm của em đây, bướm đây. Cửa mở nè. Hello baby. Ai ăn test đi bia. Cái tiếng đóng cửa mở cửa hay ghê vậy. Có mắt, có mũi, có tai, có họng gì không đó. Làm tốt lắm nhưng mà chuyện chưa có xong đâu. Mới xong cái đoạn mà đầu game hay gì anh em ơi. Bạn đã chuyển thành công một con bướm. Ủa? Determination. Ủa, làm lại từ đầu hả? Trời ơi, nãy giờ mới xong cái đoạn demo à. Đây đây đây, lấy cho nó một cái giọt nước này. Con option. Con option thì dắt trong cái vườn hoa thôi. Có con ruồi nè. Mình mất luôn cái kính lúp rồi đó. Ủa chơi lại từ đầu á. Con ruồi này nãy có không? Con ruồi hay con ong nè. Cái đồng hồ này vẫn mất một miếng thôi. Đi. Cửa nó mở nè. Nước đang rất là gò gỉ nha. Nước nó đang bắn vô bộ tản nhiệt. Ở đây có cái kính. Không, không có tương tác gì được trong này hết. Có cái gì đó giải quyết cái vấn đề ống nước này thì tí nữa mình mới vào đây. Còn lại cứ đi tiếp thôi. Vẫn là cái bức tranh piano hồi nãy. Cái cây này nó vẫn là héo. Cửa này mở nè. Cửa này thì vẫn đã đóng. Nè cái bức tượng hồi nãy nè. Cái gì đây? Hình một cái quả cầu tròn tròn gì đó. Tôi nhìn thấy một cái bức vẽ một người phụ nữ đang mang một cái gì đó ở trong cái nhà, giống như là một cái ở trong cái nhà chính này thôi. Nhìn xuyên qua cái lens nó thể bức vẽ có một thay đổi rất nhỏ. Tôi đã đánh dấu nó ở đây. Có thể là nó rất là quan trọng. Không mở cửa được đâu, khỏi thử. Cái gì đây? Gunitki. Tôi chắc thì cái cây này nó cực kỳ là hữu dụng gì đó, hữu ích gì đó. Cây này nó có thể di chuyển lên xuống hai cái hai bên, nó giống như là cái nút phích để mình mở phá nè. Mở phá nè, mở cửa nè, mở mấy cái hộp đồ nè. Anh em nhớ hai cái hộp đồ ở chỗ mình lấy cái máy khoan không? Không có bấm bấm gì được nha. Cái này cái giá sách cũng chỉ nhìn thôi. Có cái quyển này là nổi bật nhất. Cái trái địa cầu. Hả?
Cái này lên 1. Hơi cao. Cái này thấp xuống 1 dạch, cái này thấp xuống 3 dạch. 1, 2, 3, 1. Cái này xuống 1 nữa. Cái này 1, cái này 2 nữa. 1. Rồi, ngay 3 cái rồi. 2. Ok. Anh em thấy thợ phá phá chưa? Trời ơi, chữ chữ với chữ luôn. Ôi ôi rồi 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 rồi. 2 tháng 9, 3 tháng 9, 6 tháng 9. Nhiệt độ và cái hướng gì đó. Oh my god. Trời ơi, trước khi mà tôi thức dậy ở cái nơi này một lần nữa thì tôi đã nghe một cái giọng nói đang yêu cầu tôi làm một cái điều gì đó. Hiện tại bên cái cửa đèn bóng rồi rồi rồi. Cái quát đợt xanh lá, tím, vàng, đỏ thì nó ghi bức tranh vô luôn, khỏi cần phải nhớ. Ok, đây đây nè, xanh lá nè, tím nè, vàng nè, đỏ nè. Ấy, không cho mình ra luôn hả? Mình năm quyển, năm quyển thì quả địa cầu nào, cái bức tượng nào, cây cỏ nào, bức tượng nào, cây cỏ hả, hay là từ thấp đến cao? Không, không phải luôn, tôi bị nhốt rồi anh em ơi. Thả ra, thả tao ra. Wunin Maple Valley. Cái hòn đảo thiên thần 1, 2, 3, 4, 5. Wunin Maple Valley, hòn đảo thiên thần. Một cái ngọn núi mù sương. Ngay Vigus, cái này nàng tiên cá bãi biển, cái hang động bí ẩn, lửa, đảo, núi, biển, hang, lửa, đảo, núi, biển, hang. Lửa nào, đảo nào, núi nào, biển nào, hang nào. Ok, sai á. Không không, hai cái này đó, hai cái này lửa đúng rồi nào, còn đảo thiên thần là cái này hay là cái này. Ngọn núi mù sương à, ngọn núi nè,
Tiếp theo là tiên cá ở bãi biển hả? Chỉ có hai cái này. Tôi lên xài Wikipedia cái Google dịch mấy cái chữ không biết thôi. Không hiểu gì lắm. Có khi cái này với cái này nó đổi lại với nhau. Cũng không luôn.